nợ chứ mà. Dạ. Tôi cũng không nợ đâu. Chẳng thể tôi chết, tôi đã biết. Ừ. Lát nữa tôi cũng bán nhà. Tôi ví dụ bây giờ anh em mà bên cộng đồng mạng thương tôi thì tôi cảm ơn, giúp dạ. Tôi mang ơn suốt đời tôi, chứ mà hôm mà rút ra để con tôi tắt lỡ tôi cũng không được. Dạ. Chẳng thể lát nữa bác sĩ nói anh ơi, chú ơi, con chú đi rồi thì tôi đành chịu. Cái đó là người ta cũng hết cách rồi. Dạ. Còn đứng không giờ tôi nói thưa bác sĩ rút đi cho con tôi đi thỉnh thẳng là tôi không thể nào tôi làm được. Dạ. Dạ. Thưa với chú vậy. Đối với một người cha. Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Thì ngày hôm nay em đang có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy để cập nhật gửi đến quý vị cái thông tin liên quan đến một câu chuyện rất đau lòng. Vào ngày mùng 4 Tết thì vợ chồng của anh Được và chị Nhung, người phụ nữ đang mang thai bầu 7 tháng rưỡi đấy cả nhà, đã bị chính người bạn thân ra tay nhiều nhát dao. Hiện tại thì đang trong cái tình trạng vô cùng nguy kịch. Thì ngày hôm nay em đến đây để gặp trực tiếp cha của anh Được, là người đang chăm sóc tại bệnh viện Chợ Rẫy, để cập nhật tình hình cũng như là gửi đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến câu chuyện đau lòng này. Xin mời tất cả cô chú anh chị. Mấy bữa nay cái tinh thần của cô chú sao rồi? Từ lắm, gầu lắm chú ơi, nhưng mà bây giờ không biết làm sao giờ. Nếu mà thấy tôi á, mà tôi nằm xuống rồi ai lo đây? Nếu bây giờ tôi ngã ngang tôi không lo được thì ai lo đây? Giờ có hai chồng vợ tôi, đừng bà nó có mẫu nữa. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tôi mà này bò ngã ngang tại đây rồi ai đâu lo con tôi, lát nữa có chuyện gì ai lo? Và tôi gắng cố dữ lắm chứ. Dạ. Gắng cố để lên. Bây giờ nhiều khi ngồi đâu khóc đó, nhưng mà khóc không ra lời. Nhiều khi khóc rồi khóc như khóc giỡn chơi vậy đó chứ. Dạ. Tại vì cái lòng mình nó quá đau xót rồi, khóc quá nhiều rồi cái lòng mình nó đau xót không thể nào mà mình tả được. Con mình đương không mà nó đột ngột như thế đó, ai mà chịu nổi. Dạ. Nói thật chứ tôi phải nói chứ, giờ tôi nói giờ phải cho tôi thế cái mạng nó cũng thế luôn. Tại dạ. Vì con của tôi mà. Dạ. Mà thằng đó nó hiền nó tốt lắm. Tôi gầy nó năm nay nó 43 tuổi mà tôi gầy nó không bao giờ nó trả lời với tôi một tiếng. Dạ chứ. Không dám trả lời với cha, mà tôi xin lỗi, ví dụ nó mần đâu, nó đi mần mướn mà được chịu đấy, mà về tôi thấy tôi không tiền, hỏi cha có tiền không, có là móc hết 1 triệu đưa luôn. Vậy nó tốt đến đổi gì đó chứ, cũng thương nó chứ. Dạ. Hôm bữa chú nghe tin là vào ngày mùng mấy chú ha? Tôi đặt chú mua cái nhà nó dốc trên cái, rồi lúc đó là tôi ở Phú Quốc á, tôi đi bàn Phú Quốc, tôi đi tàu cá, người ta kêu chứ giờ mình lớn tuổi rồi đâu có mừng được, mà ở nhà thì ở trên Phú Quốc mà qua bển ở nhà trọ tiền đâu mà trả tiền nhà trọ người ta. Dạ. Cũng đi xin đi tàu cá thì lúc nào ngay đi cả tháng nó đi qua tới bằng cô lão đồ mãi. Dạ. Thì ra ngoài thì đi ra tới ngoài thì mà có khi về một chuyến đó là một chuyến thì có khi được 5-7 triệu, 10 triệu, có khi một chuyến vậy đó là không có đồng nào. Dạ. Rồi vợ tôi thì ở nhà thì bán số ngày được một cây số thì bán cũng vợ chồng ăn hà tiện là tặng rồi để còn với đỉnh thì trả tiền nhà trọ. Dạ. Rồi khi mà Tết tôi không có tiền về quê, tôi không có tiền đi về, phải tôi có tiền đi về thì con tôi có chết chứ, bắt đầu tôi nói. Dạ. Có tiền. Vậy là. Dạ. Mà tôi ở bệnh, tôi bán không có tiền, con tôi mới điện về, con tôi cũng nói dèm tôi chứ không có sắp nói. Tôi mới nói con ơi, hôm nay sao rồi, nó chơi kì cũng không có tiền, hỏi con có về nhà không, con nói con không có tiền, con có về chơi cha không về thôi, con không có về luôn. Dạ. Thì nó nói cha cho con gà, bị tôi nuôi gà đánh cái cỡ bán cái tiền đó chứ, cha cho con gà mà có bán được cho bán 1,5 triệu, tôi để con gửi qua cho cha.
Tôi mới nói con ơi, thôi con cũng khổ quá, thôi con để lại cũng xài đi. Ngoài tính mình tôi bữa 30 Tết nó học được 10 ngàn mà tới chú quá hả? Dạ, cái đó tôi kể thiệt. Cái tôi mới mà tới chiều 30, gần chiều 30 rồi tôi thấy không có tiền. Con mình nói nó có chuyện gửi bán gà nó thôi, mình nói thôi con ơi. Con gửi cho cha xin cha 500 thôi. Dạ. Yeah. Con gửi cho cha 500 thôi. Dạ. Yeah. Nó thôi để con gửi cho cha hết chứ gửi 500 gì. Cái tôi mới nói con ơi, thôi con gửi cho cha 500 thôi chứ con đừng gửi nhiều. Dạ. Yeah. Cái nó ra nó gửi cái nó con gửi cho cha rồi. Cha coi coi cha nhờ con nhờ ta cái gì. Cha nhờ đó cho lại cho hỏi cô bắn qua chưa. Dạ. Yeah. Cái tôi mới nói là gửi rồi con ơi, nói chuyện đầu gửi rồi cha cho con hay. Em gửi mình nói nhỏ chút xíu cho anh quan tâm cảm nhận không, em nói nhỏ cho anh quan tâm chút xíu cảm nhận mười phút ha, chúng cảm ơn em. Tôi cho này kia thì cho gì mình ăn cái nấy, tôi cho to tát thì cho bánh nít này kia thì cho gì ăn lấy gạo gì kia nữa bận bận ta cứ cho. Ăn cái vợ chồng kia cỡm được đâu gần 3 triệu, nhưng mà cái ngày về á, cái ngày về là người ta nghe con tôi bị nạn đó là người ta cho này kia, tôi dồn lại là tiền nhà tôi và tiền ta cho là được 4 triệu. Dạ. 4 triệu mà nghe con bên đây về nóng lòng về mà gì không được, tại vì chiều rồi. Dạ. Chiều rồi thì đâu có tàu đâu gì. Dạ. Mà đi máy bay thì 3-4 triệu cũng vé, mà thì lúc đó nó cháy vé máy bay đi. Ừ. Đâu có gì đâu chứ ngồi nóng ruột nóng như lửa đâu. À, muốn về nhưng mà thật sự về không có khả năng về đúng không? Về không được. Máy bay thì nói chung là không có chỗ đi, còn tàu một ngày có mấy chuyến đúng chứ không? Dạ, mà buổi chiều nó không chạy nữa chứ. Dạ. Cái tôi mới về tới bên đất liền nay. Tôi đi viết lên tới trên này là lúc đó gần 5 giờ rồi. Yeah. Mà con tôi trên này anh ta đòi 10 triệu. Yeah. Ta đòi 10 triệu mà trong mình con tôi nó có 3 triệu rồi. Thằng con trai nó lên thằng Út lên nó có 3 triệu, nó đóng ba nó đưa vô 3 triệu nó cũng như nó bỏ thí. Yeah. Rồi tôi lên tới đây tôi còn có 2 triệu rưỡi là tôi cũng bó tay luôn. Yeah. Bó tay ngày đó. Rồi sáng lại tôi nằm lên đó tôi chịu không nổi, tôi mới mượn anh em, mượn người này người kia, anh em ở dưới thì đóng góp này kia đi nọ, dòng họ anh em nó người 500 triệu thì kia nó cả cũng nghèo đi đem lên tôi mới đóng 10 triệu. Rồi hỏi chú chứ con mình nguy kịch mà đóng trễ để làm cái gì, ta cần mình phải có liền. Dạ con hỏi chú nè, khi mà chú ở ngoài Phú Quốc á. Dạ. Thì ai là cái người báo tin cho chú? Dạ mấy đứa ở xóm cũng như sống với đó rồi biết số của tôi đó. À gọi cho chú. Cũng như gần đó vừa gọi. Dạ rồi lúc đó chú tải cho con cái cảm giác mà khi mà chú nghe tin là chú như thế nào? Không biết được. Bây giờ là quán luôn không biết được. Không biết được. Đi không biết đi đâu mà đi ra vòng không biết con mình như vậy ra làm sao. Lúc đó cũng nóng ruột là muốn đi về liền nhưng mà thật sự không về được. Về không được, lo. Mà bây giờ lên đây nằm thì cái tiền viện phí thì nhà chú cũng đang khó khăn, không có đủ trang trải đúng không? Dạ, ổm là không có tiền. Dạ. Đi ra ăn cơm thì xin cơm từ thiện ăn chứ. Dạ, chú cho con hỏi là, chú trả lời thiệt cho con nha. Dạ. Là hiện tại là gia đình mình tính làm sao chú? Tôi cũng nói thật chú, tôi cũng không có giấu. Con tôi thì giờ nếu mà tôi nó còn sống thì tôi mừng. Chứ tôi thiệt tôi giái trời lắm cho con tôi nó sống, nó về nó ở với tôi hoặc là ở vợ nó mà mình gặp mặt con nó vui. Chứ tôi không mong mà tôi có tiền mà con tôi mất, tôi lòng tôi thật lòng tôi nó. Dù cho bạc tỷ, tôi nghèo thì dù có bạc tỷ chứ không bằng con tôi đâu. Thì chẳng qua là nó không ở nữa với tôi. Thì tôi cũng mong kìa cô bác anh em giúp cho tôi để cho tôi làm cho tôi vuông tròn cái phận tôi là một người cha. Con nó hỏi thẳng cái vấn đề là bây giờ mà nằm như vậy á thì cái tiền kinh phí nó quá cao con. Dạ. Thật sự. Dạ. Với thật sự rằng theo quan điểm cá nhân của con chỉ nói thôi nha là. Dạ. Bây giờ anh cũng đã
gần như não không hoạt động rồi, chỉ còn có tim đập thôi. Gia đình mình có tiếp tục cho nằm lại hay là sao chú? Thưa thật với chú, cô không giấu gì, tôi có cái nhà nước bán bán trả chọc, nhà khu dân cư trả chọc. Tôi nguyện vọng rằng nếu mà tôi không nghĩ là bên cộng đồng mạng sẽ cho tôi, với lúc đầu tôi xin lỗi, tôi nói tôi nghĩ tôi tự tạo tự lực cánh sinh. Tôi tính là tôi có kêu ở quê á, bây giờ anh có cái nhà đó mà con anh vậy đó, thôi bây giờ mấy em mua bao nhiêu anh cũng bán để anh lo cho con anh. Chứ mới đầu là cộng đồng mạng này tôi chưa biết, tại tôi do mà ăn mình lớn mình đâu có nghĩ là mình sẽ sinh ai. Tôi xin lỗi tôi nói mình nghèo mà mình sinh thì ai cũng bằng, cứ biết mình tiền khó thì mình tự lực cánh sinh đi. Thì tôi mới là kêu anh em tôi bán. Mà bây giờ tôi hỏi chú, mình bổn phận làm cha mà bây giờ con mình cái tim còn đập mà mình nở nào mình đi bác sĩ gấp chứ. Dạ đúng rồi, tôi không muốn nở chứ rồi. Dạ tôi không nở đâu, chẳng là tôi chết tôi nói thiệt. Ra không được ăn bán nhà tôi, ví dụ bây giờ anh em mà bên cộng đồng mạng thương tôi thì tôi cảm ơn giúp tôi mang ơn suốt đời tôi, chưa mà hôm mà rút ra để con tôi tắt lỡ tôi cũng không được. Dạ chẳng thể lát nữa bác sĩ nói anh ơi chú ơi con chú đi rồi thì tôi đành chịu, cái đó là người ta cũng hết cách rồi. Dạ con đứng không giờ tôi nói bác sĩ rút đi cho con tôi đi thỉnh thẳng là tôi không thể nào tôi làm được. Dạ thưa với chú vậy, đối với một người cha thì còn nước là còn tát. Dạ tôi cứ tát, dù tôi còn nếu còn tôi cũng tát, chẳng là bán đất bán nhà bán nợ cũng được. Dạ không bao giờ mà để cho con mà còn sợ là mình rút ra thì nó không có nở chứ không, bằng mọi cách luôn dù cho biết sát hy vọng luôn. Tôi cũng lát nữa chắc con tôi chết rồi, tôi còn muốn sống được bao nhiêu ngày nữa chứ mà. Tôi là cha mà, tôi làm vậy tôi mang cái tôn đức. Ví dụ người ta kêu yêu tôi, người ta biết làm cha, mình không lo tròn cho con đó, nó làm cho con như vậy. Không, tôi nói thật. Con cũng hiểu được cái tấm lòng của cha mẹ thương con. Mà qua cái vụ việc mà hôm qua con có xuống gọi dầu ở chút. Con xuống cái nơi mà nhà trọ của anh Được đó. Con tìm hiểu á, thì cái người mà ra tay đối với anh Được á, cũng là cái người bạn thân, cái người bạn thân của anh Được luôn, là cũng anh em trong xóm mà cũng biết nhau được chứ đến giờ rồi. Nhưng mà ở đây là người ta chỉ kể qua khi mà anh Nam thấy qua cái camera anh Được có qua nhà anh Nam làm một cái gì đó, thì bắt đầu anh Nam mới là hỏi ra thì hai người mới gây lộn với nhau. Còn con không biết rằng trong đó có những cái mâu thuẫn nào khác nữa hay không, thì để cho cơ quan công an họ làm việc. Chắc chắn rằng Nam sẽ nói hết những cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mà con hỏi về cái cuộc sống á, thì hai người hầu như là họ cũng hiền lắm, họ không có va chạm bất cứ một cái điều gì với ai cả. Con nghe con cũng mừng, tại vì thật sự tính anh Được thì anh Phụng cũng kể rất hiền, rồi chú cũng kể cũng hiền, cũng không có muốn va chạm bất cứ một cái điều gì với ai. Nghèo lo bằng ăn chứ đâu có muốn hơn thua với ai. Thì thôi bây giờ là những cái mâu thuẫn còn khúc thì để cho cơ quan chức năng họ làm việc nha. Dạ chú ơi, cho con hỏi là từ bữa đến giờ khi mà xảy ra cái vụ việc đó đó chú, thì người nhà của cái người mà gây ra cái vụ việc cho gia đình mình á, có đến thăm hỏi gia đình mình chưa? Hôm hổm thì có họ kêu đến mà không dám đến. Rồi bữa hổm đến có gửi cho được đưa cho 10 triệu. Và rồi tôi thì giờ tôi cắm đầu đó cũng không đâu đủ đâu chú ơi. Là ai đến gửi cho mình 10 triệu chú? Gửi cho vợ được 10 triệu. Dạ cô anh Nam gửi cho chú ha. Dạ gửi cho được á, dạ được á. Họ tới họ có gửi lời xin lỗi đến gia đình của mình chú? Chưa có tới gửi lời xin lỗi gia đình của mình ha. Bây giờ chú cho con biết cái cảm giác mà chú nghĩ gì về cái người mà gây ra cái vụ việc cho con của mình đó chú, anh Nam á. Tôi chỉ nghe nói thôi chứ tôi chính xác là không có biết chính xác chứ, tại tôi ở Phú Quốc mà bây giờ tôi cũng chưa có về đây. Tôi chỉ nghe người nói mà tôi không nghe ai hết á. Tôi muốn là lên dẫn tôi xác minh. Còn đầu tiên đó là tôi chỉ nghe vậy nè, là lúc đầu tiên đó là anh em đánh bài hay đánh da gì đó không biết, cũng có cự cãi với nhau rồi thôi, là bữa 29 cự cãi rồi thôi, nhà ai nấy về.
đó. Rồi tới cái ngày mà nam này gây án đó, là con tôi đi hái cao về. Con tôi hái cao về thì nó mở nó mới tắm rửa, nó lên giỏng nó ngủ, nó nằm giỏng ngủ hai vợ chồng, thì nam này vô là quýnh con tôi. Quýnh đang dứt trong cái cũ luôn, quýnh trên giỏng á. Quýnh trên giỏng rồi đó, thì trong khi quýnh trên giỏng xong rồi đó là con tôi mới bắt đầu ngồi dậy đó, là đứng dậy, nghe nói là con tôi cũng có hai thằng mới quýnh lộn với nhau. Quýnh lộn nhau rồi á, mấy anh em ở đó tận mới can ha. Can ra thì nam mới móc dao ra, móc dao ra thì nam mới đụ mẹ, can là tôi sao đâm tới chết mẹ. Đó mấy là cái lời ông chủ nhà đó luôn. Nhưng mà bây giờ nếu ông lên mạng lên kinh ông nói thì ông sợ gia chạm với bên kia. Ông tôi nói bằng thật, còn cái ông chủ nhà là kể chính xác với tôi luôn á. Là ông nói là ông nói vậy rồi mới kể tôi về. Bác ơi con bệnh con không dám can, nhưng mà anh em ở đây có can anh em can, không có lời nó nói sao thì tôi nói vậy. Thì can ra cái nó nói vậy, anh em mới dạ, nó móc cái dao trong bình nó ra thì nó mới đâm con tôi, là đâm con tôi. Mà khi con tôi gục rồi là chủ nhà kể sao tôi kể vậy tôi không biết tiền nghe, đâm con tôi gục rồi nó đâm mãi tới. Nó đâm mãi tới thì con vợ nó mới thấy mà gì đó, con vợ nó mới là ôm nó ra nó quay rồi nó đâm con vợ nó luôn, con nhỏ này luôn, nó đâm nhỏ này rồi nó trở lại nó quay một lần nữa. Tôi hỏi chú nó quá tàn ác, nó quá tàn nhẫn luôn. Quá tàn nhẫn. Tôi nói thiệt chú, phải nói con trâu giờ cũng chết chứ đừng nói người ta mười mấy dao. Hồi nãy tôi hỏi bác sĩ mười mấy dao, bác sĩ nói từ dao từ từ 5 cm tới 7 cm. Nó vô sâu vô chắc từ 5 cm tới 7 cm hơn nữa. Bác sĩ nãy cự mấy y tá bộ nói ở đây bộ chưa cho chủ nhà cho cha của anh biết được thì biết nè. Cái tôi nói dạ tôi chưa, bác sĩ tôi không biết. Cái bác sĩ mới dạch ra, dạch cái trong cái hồ sơ đó. Bác sĩ cho tôi coi, bác sĩ đọc cho tôi coi, bác sĩ nói là cái ngay cổ là 7 cm. Vô cái cổ 7 cm. Là coi như là thấp nhất là 5 cm. Tay trái là tên là 5 dao nhát hay là 4 nhát gì đó, 3 nhát gì đó. Là mấy sau có, mấy trước có, là bên tay phải á. Rồi còn mà đâm ngay chỗ con mắt trái, miếng mắt trái, rồi ngay càm, ngay càm thì nãy thấy là bác sĩ giá từ bên đây qua đây. Rồi ngay chỗ này, rồi chỗ sau này, rồi con mắt, rồi trán. Và chính xác tôi hỏi bác sĩ bó hết thì tôi không có thấy rõ, tôi không biết. Tôi cũng hỏi bác sĩ nói cái giò với cái tay không là cũng nhiều lắm, mà tổng quát cái mười mấy dao đằng này chú ơi. Mấy mà nhát là 5-7 là hơn nửa cán, từ 5 cm tới 7 cm, hơn nửa cán. Thì mấy ngày nay anh được nằm trong đó thì chú đã đóng bao nhiêu tiền rồi? Dạ đóng thì bây giờ tôi có như tôi lóng như tôi không nhớ nữa. Giờ con tôi bị đó, nó lấy cái miếng thôi chú. Rồi về rồi nó để có mấy bữa đầu mất bị nhờ người ta, người ta để mình đâu có biết đâu, rồi mình hỏi người ta. Nhưng mà bây giờ á là hồi sáng thì tôi đóng 5 triệu á, là tôi mới có vô lăn tay, tôi lấy chỉ tay đó là tôi lên tôi thăm, tôi có đóng 5 triệu. Nhưng mà giờ là theo bác sĩ là báo cho gia đình mình biết là hy vọng là khoảng bao nhiêu phần trăm? Không có phần trăm nào hết. Không còn phần trăm hy vọng. Không còn phần trăm hy vọng, nhưng mà bác sĩ hồi nãy cũng dẫn vô nước biển. Còn tim còn đập ha. Cũng như là cái đo điện tim đó. Vô hơi á, cái gì tạo cái hơi ra để thở cho thở đó. Thì còn thở máy. Thở máy. Là còn để cho thở đó thôi. Chứ tôi vô tôi gờ con tôi mới làm rồi. Nếu mà phải còn khoảng 1% hy vọng thì chú còn hy vọng chứ, bây giờ bác sĩ nói vậy thì đâu còn hy vọng nữa đâu chú. Bác sĩ hồi nãy kêu tôi vô cho tôi thăm 2 lần luôn. Thì chú nghĩ là con đâu còn biết hy vọng này. Thì nói con nói như vậy là bây giờ chú ví dụ đi, cái câu chuyện xảy ra xấu nhất đối với gia đình của mình là anh được ra đi.
Thì bây giờ ví dụ mà gia đình người ta khắc phục hậu quả rồi, gửi lời xin lỗi rồi, kiểu mà ăn năn hối hận, thì mình có cái quyết định là bãi nại không chú? Tức là vẫn bị xử lý theo cái quy trình của pháp luật nhưng mà bãi nại thì người ta cũng sẽ đỡ hơn được một chút, thì chú nghĩ sao về chuyện đó? Tôi lòng tôi thì tôi nói thiệt chú, giờ tôi còn đang đau khổ, tôi không tính được, nhưng mà tôi khi tôi lương tâm tôi không có ác, lương tâm tôi không có ác, không muốn giết ai hết. Nhưng mà cái gia đình đó, con mà con nó đang, tôi đang còn rối con, cái chú đó chú giết con tôi, phải tôi tức cái chú giết con tôi, chú lỡ tôi đâm một dao con tôi chết, tôi không buồn chứ. Tôi coi là Kiểu như chú vô nặng tình quá, mà nóng mình vô tình nóng quá mà mình đâm một cái vậy, còn chú đâm quỵ xuống rồi mà chú đâm nữa là chú quá cố sát rồi, chú đã quyết định chú giết con tôi chứ chú đâu phải là chú nóng mà thì chú đâm một dao đâu chú. Thì cái này á, là tôi chắc sau này tôi để cơ quan pháp luật xử lý sao đó cho đúng người đúng tội thôi. Còn cái xin chắc có lẽ là tôi xin giảm nhẹ chút đỉnh thôi, chứ xin hẳn là tôi không xin, tại vì cái nỗi đau của tôi quá quá nỗi đau. Không, tôi nói bằng thật lòng, tại vì bây giờ là con tôi cái cầm ý cái không nương tay một miếng nào mà kêu tôi đứng ra tôi xin cho sống, sao tôi xin được chứ, nhưng mà một phần nào thôi. Không, tôi xin. Cái ý định của chú á là ví dụ sau này người ta có năn nỉ á thì mình có, chỉ là mình xin giảm nhẹ chứ mình có quyết không, mình không không bãi nại đúng không chú ha? Tại vì cái nỗi đau này mất mát quá lớn Quá lớn. quá lớn. Con thật sự là con thấy ví dụ mà vô tình đi, hay là có nóng quá làm cái rồi xui xui thì Lỡ đi, xui con tôi chết tôi không buồn. đúng rồi, còn cái này là vô tình mà quá Đâm nhiều. con tôi mười mấy dao mà. Tôi hỏi dao tự chế chứ đâu phải dao Thái Lan đâu chứ. Thì đó Dao tự chế đâm bề ngang bự gì nè, chứ không phải nhỏ. Bự gì 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 không. rồi cũng nên hiểu cho những cái quyết định của gia đình chú, tại vì chú á, là một người á, cũng không có ép ai vào đường cùng cả, nhưng mà cái câu chuyện này là một cái nỗi đau mất mát cái người thân của mình quá lớn đi, trong khi á đây là con ruột của chú nữa, thì ai cũng sẽ tôn trọng cái quyết định của chú, thì chú cứ làm theo những gì mà chú suy nghĩ thấy đúng đắn nhất. Còn về cái vấn đề mà của anh được á thì con chỉ biết nói như vậy thôi, là gia đình mình là cũng nên chuẩn bị tinh thần từ trước, tại vì nếu mà cái tình hình như thế này thì không còn cách nào, không còn cách nào đâu chú. Mấy bữa nay là ăn ăn được là toàn là truyền ống không đúng không chú ha? Cũng như là bác sĩ làm ở chổng mình không có biết, cũng như là chắc có lẽ là đút cái gì đó thôi Hiện cho đại. truyền đạm hay gì thôi, chứ thật ra mình đâu có tự tin, mình đâu có làm cái gì chứ. Mình chỉ vô là một ngày kêu vô là đi đóng tiền là được vô được mấy phút gì đó rồi là đuổi mình ra liền, chứ không có để mình ở đó, gọi là tự người ta tính gì đó, người ta tính vòng trống mình không có biết. Như vậy đó. Chứ với chú chứ không phải là tôi không rồi muốn ở đó, chứ còn suốt ngày rất liệt thì tôi chết luôn đó cũng được. Con nghe thông tin là ngày hôm qua là vợ của cái anh hung thủ đó đến đây là thăm anh được là có không? Ngày hôm qua là ngày hôm qua tôi cô nó thăm ở mỏm là nó thăm ở trên trển đó, nó đưa là 10 triệu, Đưa tôi 10 nói triệu. chưa hết, nó đưa 10 triệu rồi nó xuống đây là nó nhờ anh mấy anh công an hay gì đó tôi không có biết kìa chú, rồi xuống nói sợ tôi là ngày hôm kia chứ không phải ngày hôm qua. Ngày hôm kia thì xuống đây cái nói chú có làm khó làm khăn đúng không, tôi với chú là đâu có làm gì tôi mà con tôi mà tôi phải làm khó làm khăn hay là quýnh độc, thì xuống thì cứ xuống xuống rồi á, và vợ của anh Nam á, là có đưa tôi là 30 triệu, không có sao thì tôi nói vậy, đưa tôi 30 triệu để lo bệnh con tôi đó, thì cũng nói này kia kia nọ, nhưng mà tôi nói thật cái chú 30 triệu không có đâu cũng đâu luôn. Thì thiệt tình mà tôi nói cái bệnh viện Chợ Rẫy thì chú mấy chú cũng đã hiểu rồi, mình cắt thứ chứ không phải là một thứ, nhiều khi một ngày từ 5 triệu đổ lên chứ không phải là một ngày 3 triệu, 2-3 triệu hay 1 triệu, từ 5 triệu đổ lên. Ngày ít nhất là 5 triệu đô lên. Từ 5 triệu đổ lên chứ không dưới 5 triệu. Thì chú nghĩ 30 triệu bao nhiêu ngày đó, rồi nó nào ngay mấy ngày mấy cộng đồng mạng cho tôi đâu nghe nó cũng được mười mấy triệu hay gì đó, mà
con tôi nó nhận với tôi thì tôi có nhận, tôi cũng không biết để cho nó nhận, nó lo cho anh đó. Tôi nói thiệt, nói chung rằng cái tình hình như vậy thì cái số tiền nó cũng chẳng đủ vào đâu hết. Bây giờ có tiền tỷ hay là 10 tỷ hay 100 tỷ thì cũng không có đánh đổi bằng cái sự mất mát của chú, con hiểu cái điều đó. Thì bây giờ tiền bạc tôi không biết gì chứ, cái con tôi nếu giữ vợ tôi nó tính về tính làm tao. Đúng rồi, tại vì cứ để cho những người mà họ đang có tinh thần tỉnh táo nhất để mà họ giải quyết cái vấn đề. Ở đây là cái câu chuyện rằng chú Lũy cũng muốn là bây giờ ai sai thì để cho pháp luật họ tự xử lý ha chú ha. Thì ngày hôm nay con cũng đến con quay hình chú á. Con cũng có làm cầu nối cho một mạnh thường quân, họ cũng muốn giúp đỡ cho gia đình của mình. Đầu tiên đó là anh Huân Nguyễn, anh gửi cho chú 4 triệu là chăm lo cho anh được. Với anh Trinh hôm qua khi mà con xuống xóm trọ ở dưới á, thì anh Trinh ở xóm ở dưới anh có gửi cho gia đình mình 100 ngàn coi như là của lòng nhiều. Thì ngày hôm nay là con sẽ gửi cho gia đình của mình là 4 triệu mốt. Thì chú ở đây là chú là người thân của anh được, thì con xin phép là con đừng gửi cho chú ha. Đây là con gửi cho chú này, con xin phép con gửi cho chú. Chú cứ đếm lại giúp con coi cho đủ 4 triệu mốt không chú. Và của anh Huân 4 triệu, anh Huân Nguyễn nha. 5, 6, 6, 6, 4 triệu mốt chú ha. 4 triệu mốt. Thì đây là cái phần thì con nhận được bao nhiêu thì con sẽ gửi cho gia đình con, vẫn hỗ trợ gia đình được bao nhiêu hay bao nhiêu chú ha. Ở đây là con cũng xin chia buồn đối với gia đình của chú và cái những cái nỗi đau trong những cái ngày đầu năm mới. Không ai muốn cả. Thì mỗi người cũng có một số phận, bây giờ số ăn được đã như vậy thì đâu có cách nào mà tránh khỏi. Còn bây giờ là sau cái câu chuyện của anh được á, thì chắc chắn là sẽ đến cái phần của con dâu của chú. Bây giờ cũng đến ngày sinh ngày nở rồi mà bây giờ con nghe nói cái kinh tế nó cũng khó khăn quá. Đúng rồi. Sự con thấy như vậy. Đúng rồi. Con cũng hỏi chị thì chị hôm qua chị nói là cái tình hình chị tốt hơn rồi, nhưng mà bây giờ những cái vết mà nó khâu lại á thì nó hơi bị đau đau nghĩ ra chút xíu. Thì mình ráng mình vượt qua. Cái gì cũng vậy hết, thì con chỉ đau một điều đó là anh được á, ảnh chưa có nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình. Đúng không chú? Đau lắm. Đau. Bây giờ cháu nội tôi lắng, cháu nội tôi gái sao đây? Ủa cháu nội chú là trai hay gái? Dạ nghe nói là con trai. Trai hả? Rồi ơi. Trai. Trai hai cháu trai. Bây giờ cũng gần 1-2 tháng nữa. Thì con nghe nói là tháng 3, bữa tháng 3 sinh. Tháng 3 thì đó còn tháng nữa rồi thôi. Dạ. Thì con cũng gán, con nếu mà được cái phần nào thì con cũng hỗ trợ cho chị Nhung. Nói chung rằng là cũng để cho chị sinh đẻ được mẹ chồng con vuông. Để cho những điều bây giờ là con nói xui đi, anh được anh ra đi trước á, trước khi mà con sinh ra đời đó, thì chú cũng còn một niềm an ủi đó là đứa cháu nội của mình hả chú ha. Chứ biết sao bây giờ tại anh, số anh được anh vậy rồi. Cái chú mà gửi cho cô tí 4 triệu là chú tên gì vậy? Huân Nguyễn. Huân Nguyễn. Dạ, Huân Nguyễn. Chú Nguyễn, tôi Huân Nguyễn ơi, tôi thay mặt gia đình cảm ơn chú Huân Mạnh Thường Quân và hãy giúp đỡ cho gia đình tôi với con tôi cảm ơn chú Nguyễn nhiều. Dạ. Thì cộng đồng mạng cũng mong. Cộng đồng mạng cảm ơn tất cả anh em bà con cô bác, một chút chưa cô bác đầu năm mừng ăn được nhiều dồi dào sức khỏe gì mà được nhiều thắng lợi. Có tiền cứu những anh em nghèo. Dạ thì cái này là người ta thấy thương cảm cho cái số phận của anh được á, đặc biệt ai cũng quan tâm đến cái đứa con sắp ra đời của anh được cả. Ai cũng nấy cũng xót, giờ sinh ra cũng chưa biết mặt cha, cha ra đi rồi, cái điều đó là cái điều mà sớm muộn xảy ra thôi. Chú mấy bữa nay là chú ở đây rồi, cái việc sinh hoạt của mình ngủ ở đâu? Dạ lên chiếu chạy giữa đường. Chiếu dạ dưới đường nằm ngủ hả? Ngay cho cái đường mà đi vô đi ra mà cất hành lang á, phải không? Hành lang mà nằm ở ngoài gần cái sạch cái hầm cầu của rồi ơi. Gần cầu chú nằm ở đó hả? Cầu đằng đó mình chạy dài dài đi còn nằm mà ở ngoài đường ở dưới hè đường luôn. Dạ chú với cô nằm đó hả? Dạ bữa giờ có ăn uống gì cho nó đầy đủ không để lấy sức chăm cho anh được không? Dạ nó nào ngay không cần cái ăn. Dạ không cần ăn uống luôn. Cần nhưng mà không cần cho lắm, cũng như là bây giờ con mình vậy mình ăn cũng đâu có nổi đâu chú. Rồi xin cơm từ thiện ăn. Xin cơm từ thiện ăn mà... để tiền để thủ để dành để lo cho con. Khi mỗi khi mà người ta khi kêu mình có liền. Thành ra không có dám ăn, không dám mua cái gì hết, không dám ăn không dám uống gì luôn.
ăn thì chỉ xin cơm từ thiện. Dạ. Nhưng mà chú á, cháo đồ thì cũng từ thiện cho đó, mình xin ăn. Chú nghe con, chú ráng chú ăn nhiều một chút đi. Tại vì á, chú phải ăn nhiều cho chú mới có tinh thần để và cái sức khỏe để chú lo cho anh được nữa. Dạ. Cái này còn một cái cuộc chiến rất là dài luôn. Tại bây giờ mà thật sự mà nếu mà mình bỏ lơ đó, dạ, mình buông xuôi luôn á thì nó nhanh lắm. Yeah. Cái tiền mình cũng đã tốn, nhưng mà ở đây chú đã có một cái quan niệm rằng là dù cho bán đất bán nhà gì chú cũng sẵn sàng chú bán. Yeah. Cái cuộc chiến này nói chung rằng với ăn được nó còn kéo dài khá là nhiều. Yeah. Vì tim mạch nó vẫn còn đập thì là ok, nhưng mà cái chuyện này mình cũng biết cái kết quả rồi. Yeah. Bây giờ ta cho mình chuẩn bị tâm thần ấy. Yeah. Tinh thần ấy chứ, chẳng thà nó ra đi một cách tự nhiên nhất như tim ngừng đập không nói, bây giờ mình rút ống thở thì mình không nở chú ha, không nở. Dạ rồi, thì ngày hôm nay con cũng ngày đầu năm mới đi, con cũng xin chia buồn với gia đình của mình. Dạ. Và xin chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. An lành và chuẩn bị là đón đứa cháu sắp ra đời của mình. Dạ, chú tươi bên nào tôi biết được, tôi cảm ơn. Con bên YouTube thì con, bởi vì con cũng quay ăn chú, phục rồi. Dạ, chú tên gì? Con tên Quân. Tên Quân á? Dạ, con tôi cảm ơn chú Quân bên YouTube cũng... Với bạn anh Nguyên. Dạ. Nguyên. Anh Nguyệt, dạ, không có gì đâu chú, hãy giúp đỡ gia đình của chúng tôi để ra công sức mà nghe như vậy, để lại mà giúp cho gia đình chúng tôi và con tôi. Tôi thành thật biết ơn chú Quân chứ con đâu có làm được gì. Dạ. Đâu chứ quý là mạnh thường quân người ta muốn giúp cho. Dạ. Chú thôi, nhưng mà không nói như thế này nè. Dạ. À, chú cứ giữ liên lạc với con. Yeah. Thì còn có vấn đề nào mà hỗ trợ cho gia đình được thì con sẽ hỗ trợ cho gia đình hết. Yeah. Cách nha. Yeah, chú cứ yên tâm. Yeah. Còn cái việc của chú bây giờ là thôi tạm dẹp bớt nỗi buồn đi, ráng. Yeah. Lo cho anh được đi ha. Mình đã có những cái suy nghĩ như thế thì mình cứ ráng mình làm như vậy. Bây giờ nói thật chứ chú luôn, tôi nhiều khi tôi ngồi tôi nói ráng cầm lại, nhưng mà mình lo cho con mình cái gì đó xong đi rồi mình muốn khóc gì mình khóc, để lát nữa mình gối mà. Nhiều khi mình nói gì mình gắng cố, nhưng mà ngồi suy nghĩ tới cũng chịu không nổi chứ. Cầm lòng không nổi ha. Dạ, cầm lòng không nổi nhưng mà gắng hoài. Dạ. Thôi gắng đi chú ha. Dạ. Dạ. Chờ thứ cháu nội ra đây. Dạ. Dạ. Con cũng chào chú ha, cũng hẹn gặp lại chú trong những cái lần sau đi. Con cũng hy vọng con sẽ hỗ trợ tiếp cho gia đình của mình ha chú ha. Dạ. Con sẽ có dịp con cũng sẽ về quê của chú con coi tình hình luôn. Dạ.